Diva Cathy tiếp tục cho ra mắt món mới, bò nướng và các loại lẩu. Về chất lượng và giá cả ra sao? Quán của Diva Cathy bây giờ đã đổi tên thành BD Nướng Bò. Bữa mình đi thì ngay đầu tuần mà quán cũng khá là đông khách, từ ngoài vào tới trong luôn. Các món nướng, lẩu thì có thể là mọi người nghĩ sẽ làm cho không khí ở đây hơi nóng. Tuy nhiên ngược lại là mình thấy thoáng mát nha. Bởi vì không gian bên trên là có mái che, khi mà trời chiều tối thì sẽ mở ra rất là mát. Và đây là menu của quán nè, bán đa dạng món từ nướng cho đến lẩu. Về món nướng thì hôm nay mình gọi bò nướng sốt trứng muối. Bên cạnh đó cũng kêu thêm ba loại sốt: chanh dây, phô mai và tiêu đen, coi cái vị nào ngon nhất. Một cái phần sốt thêm như thế này có giá là 20.000. Điểm cộng đầu tiên là miếng bò rất là bự nha, siêu dày luôn. Nướng bằng dĩa bếp ga nên không bị khói ấm mùi quá nhiều đâu. Khi mà ăn miếng thịt bò phải khiến cho bản thân mình phải wow, bởi vì ngon hơn mình tưởng tượng và kỳ vọng rất nhiều lần. Miếng thịt bò mềm, mọng nước, ngọt lắm nha. Sốt trứng muối với mình là ngon nhất, đậm đặc. Sốt tiêu đen với khẩu vị của mình thì đang hơi mặn, cần căn chỉnh và giảm xuống. Sốt chanh dây chua chua ngọt ngọt vừa vị. Sốt phô mai thì thơm béo nhưng mà nó sẽ hơi nhạt nhạt, sẽ hoàn hảo hơn khi mà kết hợp cùng với trứng muối. Tính ra thì món bò ở đây nó không thua kém cái quán đình đám khác đâu, đáng để cho bạn thử nha. Tiếp theo là món thịt cuộn phô mai. Cái miếng thịt mình cảm nhận độ mềm ngọt giống y chang cái miếng thịt kia, vị ướp đậm đà. Khi ăn thì phô mai bên trong tan chảy ra béo ngậy rất là ngon. Tuy nhiên cái điều làm cho món này trở nên bùng nổ đó chính là cái muối xanh này, rất là hợp khẩu vị mình. Mình thấy là chấm cái nào cũng ngon, từ hải sản cho đến thịt bò luôn. Về cái điểm cộng cho phần tôm là tươi, nhưng cái điểm trừ là size tôm nó không đồng nhất, có con nhỏ có con bự. Quán cần rõ ràng và khắc phục cái điều này kỹ hơn. Và cuối cùng là một cái nồi lẩu 69.000 dành cho một người ăn. Tuy nhiên mình thấy cái phần này hai người ăn cũng ok, nếu như bạn đã gọi nhiều món. Ăn kèm với đó là có rau, bún. Topping bên trong thì bao gồm một hanh cua, một con tôm, hai cá viên, phân nửa bạch tuộc, bốn con nghêu, một vây cá hồi và một miếng cá hồi. Nước lẩu chua chua ngọt ngọt, có một chút béo ngậy trong đó. Mình đánh giá cao món này. Trước khi đến đây thì mình không quá kỳ vọng đồ ăn ở quán Diva Cathy. Tuy nhiên quán làm cho mình khá là bất ngờ, đồ ăn rất là ngon, chỉnh chu trong từng món. Về giá cả thì cũng hợp lý so với mặt bằng chung, chứ không quá đắt dù là một người có tầm ảnh hưởng. Nhân viên thì rất là dễ thương với nhiệt tình luôn. Và cái điều cuối cùng chắc chắn, khi mà rời khỏi chỗ này thì không thể nào thiếu bánh tráng được. Nhà mình xa ở đây cho nên mỗi lần qua là mua 5 đến 10 bịch không à. Với cái giá cả, chất lượng ở đây mang lại thì nếu có dịp đi ngang thì BD Nướng Bò thật sự rất đáng cho bạn ghé ăn thử nha.